mỹ nhân hoa ngữ khốn khổ vì làm dâu hào môn chỉ hạnh phúc khi cưới chồng bình dân giả tịnh văn hậu ly hôn tôn trí hạo mới thành ảnh hậu kim mã trần pháp lai từ bỏ thiếu gia đào hoa để cưới soái ca ngoại quốc còn thành diễn viên hollywood việc giàn mỹ nhân hoa ngữ chọn cưới chồng đại gia giàu có vốn được coi là điều hiển nhiên trong làng giải trí như thế thì giàn sao có thể giải nghệ sớm mà vẫn có được cuộc sống giàu có sung túc chẳng cần phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền nữa tuy nhiên không phải cuộc hôn nhân giàu sang nào cũng hạnh phúc đâu bởi có rất nhiều nàng dâu hào môn phải bỏ của chạy lấy người chỉ hạnh phúc khi chọn ông xã bình dân từ hy viên từ hy viên từng là một trong những nữ hoàng phim thần tượng đình đám nhất của xứ đài đó nhờ thế mà cô mới chinh phục được chàng kinh thành tứ thiếu ung tiểu phi rồi chính thức thành bà uông ai cũng nghĩ làm dâu hào môn sướng lắm nhưng từ hy viên lại chứng minh điều ngược lại cô phải đánh đổi sức khỏe để sinh con trai cho nhà chồng còn khổ sở vì chồng nhu nhược lại thêm tính trăng hoa thế nên sau 11 năm sống chung từ Hi Viên quyết định ly hôn. Sau khi Đường Ai nấy đi, Từ Hi Viên nhanh chóng tái hợp với tình cũ Đi Dây ở bên chồng kém tiếng kém tiền, nhưng nữ diễn viên lại cực kỳ hạnh phúc. Dù cuộc sống thiếu thốn hơn xưa rất nhiều. Trần Mỹ Kỳ, Trần Mỹ Kỳ từng góp mặt trong rất nhiều bộ phim đình đám của Hoa ngữ, bao gồm tác phẩm Bạch Nương Tử Truyền Kỳ và được coi là thanh xà kinh điển nhất màn ảnh đó. Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, cô lại kết hôn vội vàng với đại gia Mã Thành Vĩ. để rồi chỉ sau thời gian ngắn, Trần Mỹ Kỳ phải bẽ bàng vì chồng là kẻ trăng hoa còn bị bé ba quan chi lâm dằn mặt đến mức bị sảy và mất luôn khả năng sinh con. Trần Mỹ Kỳ đã mất 13 năm mới có thể vượt qua nỗi đau và đi bước nữa vào năm 1999. Ông xã Hân Thượng Vĩnh dù không giàu có nhưng lại rất yêu thương Trần Mỹ Kỳ, hai người con riêng cũng coi cô như mẹ ruột vậy. Nhờ vậy mà nữ diễn viên mới tìm thấy được hạnh phúc chân chính của đời mình. Giả Tịnh Văn Nhắc đến Giả Tịnh Văn, khán giả có thể kể ra hàng loạt vai diễn tuyệt sắc của cô trên màn ảnh như Triệu Mẫn hay Võ Mị Nương. Xinh đẹp tài giỏi là thế, nhưng giả tịnh văn gặp bi kịch hôn nhân vì cưới sai chồng năm ấy cô sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp để làm vợ thiếu gia tôn trí hạo còn sinh con gái cho anh hậu quả của đám cưới vội vàng đó là cả nhà chồng đều hắt hủi giả tịnh văn khiến cô chịu khổ về tinh thần và thể xác sau cùng người đẹp này nguyện chia một nửa tài sản để có thể ly hôn tôn trí hạo đó may mắn ông trời cho giả tịnh văn làm quen với tu kiệt khải chồng trẻ kém tiếng thật nhưng anh lại biết cách chăm sóc và cương chiều giả tịnh văn giúp cô tìm được sự yên bình bên hai nàng công chúa nhỏ sự nghiệp ngày càng thăng hoa Thành ảnh hậu Kim Mã. Trần Pháp Lai là một trong những người đẹp nổi tiếng nhất của TVB, việc Trần Pháp Lai quen chàng thiếu gia giàu có Tết Thế Hằng chẳng khiến công chúng cảm thấy bất ngờ đâu. Dù đẹp đôi thật, nhưng chuyện hôn nhân của họ lại chẳng hề lãng mạn như ngôn tình đâu. Bởi Tết Thế Hằng là gã lăng nhăng, tối nào cũng đàng đúng với bạn bè, qua lại với những cô gái trẻ đẹp khác. Sau 5 năm kiên nhẫn chịu đựng, cuối cùng Trần Pháp Lai cũng quyết định rút áo ra đi, chuyển ra nước ngoài để đoạn tuyệt với chuyện cũ. Ở trời Tây, Trần Pháp Lai làm quen với chàng doanh nhân người Pháp Emmanuel dù không giàu như chồng cũ nhưng anh ăn đứt về vẻ điển trai cùng sự trung tình có lẽ vì thế mà sau 5 năm cưới họ đã có với nhau hai người con gia đình viên mãn sự nghiệp của trần pháp lai cũng khiến người ta ghen tị vì cô thành công tiến quân sang thị trường hollywood đóng phim của marvel